đời mỗi người đều có hai con đường. Một, dùng tâm trải nghiệm gọi là ước mơ. Hai, dùng chân bước đi gọi là hiện thực. Nếu tâm cảm nhận không kịp, hiện thực sẽ nhạt nhòa. Chân bước đi quá chậm, mộng ước sẽ bay xa. Trên thế giới này, việc khó chịu nhất không gì hơn là biết người mình thương yêu hướng lòng về kẻ khác mà vẫn đa tình một cách ngốc nghếch. Những cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có nhân duyên nhất định. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Khi ai đó bên cạnh ta, nếu có thể khiến họ thấy an lạc, đã là thành công lớn. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là điều hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc muốn làm và yêu những gì mình muốn. Đời người chính vì quá kỳ vọng nên mới thất vọng, mộng ước xa vời nên mới tiêu tan, chất chứa quá nhiều nên khó lòng bộc bạch. Có một số người quên không được là do không nỡ, một số khác nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Cũng đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Thật ra, người bị hiểu lầm không hề mất mát gì. Kẻ nhìn nhận sai người khác mới thật sự mất đi cơ hội. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Cũng đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai lâu dài. Nên nhớ những gì có được nhờ vào sự hy sinh của kẻ khác thì không bao giờ bền vững. Đời người rất ngắn ngủi, không có thời gian cho việc tiếc nuối. Đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn, dù chỉ là một phút. Nếu chưa có kết quả cuối cùng, hãy mỉm cười và mạnh chân tiến về phía trước. Nhân thế gặp gần, nhớ tặng người bên cạnh chút ấm áp. Mưa gió cuộc đời, hãy dành cho mình chút lạc quan. Nếu biết cách yêu đời, khéo dung hòa mọi thứ, thì dần dần niềm vui và hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xa. Đời người không phải cuộc chạy đua, mà chính là chuyến du lịch. Cuộc đua quan trọng ở đích đến, còn chuyện rong chơi cần quan tâm đến phong cảnh bên đường. Tâm trạng tốt thì cảnh vật theo đó cũng sẽ đẹp hơn. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, hãy vẫn tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Có rất nhiều người luôn cho họ cái quyền được phán xét chúng ta, phán xét một cách thoải mái, phán xét một cách chắc nịch, như thể họ luôn ở trong cuộc đời của chúng ta từng phút từng giây chứ chẳng đùa. Nhiều người mất tâm mất tích như một ngọn gió chẳng kịp thổi ngang qua cuộc đời ta. Nhưng khi họ nói đến ta, họ luôn cho mình cái quyền như thể họ là người tài giỏi, đủ tầm nhìn để biết ta là người như thế nào. Và có lẽ họ cũng cho họ được quyền sống chung với ta, cùng ta nếm trải hết những thương đau, nên hiểu ta được nhiều đến mức như thế chăng? Nhiều người thậm chí chưa từng gặp mặt ta dù chỉ một lần. Họ nghe những người bên cạnh nói những điều không tốt về ta, họ cũng cho rằng đó là đúng. Nhiều người khác còn cao siêu hơn, họ không biết gì về ta, cũng không có bạn chung nào với ta. Cái này đối với ta, họ là người xa lạ hoàn toàn 1000 phần nghìn. Nhưng khi nghe câu chuyện về ta, họ thản nhiên bình luận, buông lời bêu rếu chúng ta mà không một phút nhìn nhận lại những gì họ đang nói, những gì họ đang làm là đúng hay sai, nên hay không nên. Đừng thấy một người hay mỉm cười mà cho rằng họ không biết tổn thương là gì. Sai lầm. Đừng thấy một người im lặng cho qua những gì bạn nói sau lưng họ, nói sai sự thật về họ mà cho rằng họ ngu ngốc, hèn nhát và yếu đuối. Sai lầm. Đừng thấy một người dễ dàng tha thứ cho bạn trước những tổn thương bạn gây ra cho họ mà nghĩ rằng họ thiếu sâu sắc, nông cạn trong suy nghĩ, dễ dãi trong mọi vấn đề. Sai lầm. Người lựa chọn im lặng đằng sau tất cả những lời đàm tiếu sai sự thật về mình, không phải họ sợ hãi, lại càng không phải họ chấp nhận mình đã sai.
người ta lựa chọn im lặng vì đã quá hiểu cuộc đời này lắm kẻ sân si, lắm kẻ thích bàn chuyện của người khác. Nếu một người thích đem chuyện của bạn ra để nói xấu bạn, thì bạn nói lại để làm gì? Đối với những kẻ thích dùng lời nói, thì cách tốt nhất là im lặng. Người trải qua nhiều biến cố lại càng muốn tránh xa thị phi. Kẻ thích thị phi thường tự tạo sóng gió cho chính cuộc đời mình. Người ta dễ dàng cho qua mọi chuyện, tha thứ những việc bạn đã làm khiến người ta đau lòng, chỉ đơn giản vì người ta cho rằng cuộc sống ai cũng có thể phạm lỗi và cần được tha thứ. Đừng lấy sự dễ dãi đó mà thử thách lòng kiên nhẫn họ dành cho bạn. Cuộc sống là vậy, người hiểu được bạn thì dù bạn có như thế nào, họ cũng sẽ lựa chọn ở bên cạnh bạn. Người tốt với bạn thật sự thì cho dù ai nói gì với bạn, người ta cũng sẽ chỉ im lặng và cùng bạn vượt qua tất cả. Nói xấu người khác không làm cho bạn tốt đẹp lên, nó chỉ chứng minh rằng tâm hồn bạn là người hẹp hòi như thế nào. Làm tổn thương một người qua những lời nói của mình chính là cách làm người khác hiểu nhanh nhất về nội tâm của bạn. Nếu đã không hài lòng về nhau thì nên im lặng kết thúc mọi thứ. Cuộc sống mỗi người là của mỗi người, không ai liên quan đến ai. Nếu đã không hài lòng về nhau thì đừng làm người khác tổn thương, vì đừng ảo tưởng rằng người ta sẽ đau khổ bởi những gì bạn làm. Họ cũng có cuộc đời riêng để sống và cũng không có nhiều thời gian tới mức để tâm đến bạn. Thiên hạ lắm kẻ cho mình là đúng, cho mình đủ tài giỏi, đủ thông minh để phán xét người khác. Nhưng rồi họ đâu biết rằng cuộc sống bình yên chính là cách chúng ta đối xử với những người xung quanh mình như thế nào. Bạn đối xử bình yên với những người xung quanh thì cái bạn nhận lại không chỉ có yên bình. Hơn ai hết, bạn sẽ thấy được mọi thứ đều tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Bạn đối xử với mọi thứ xung quanh mình càng gai góc, càng hằn học thì những thứ xung quanh bạn càng dễ dàng quay lưng với bạn bởi những lời nói đó. Cuộc sống luôn tồn tại sự thật, và khi bạn có được một cuộc sống luôn có sự thật thì đừng sợ miệng đời, đừng sợ những lời đàm tiếu. Mọi chuyện không sao, cứ sống vì mình không làm gì sai. Và miệng lưỡi thiên hạ cũng là thứ cần được trải nghiệm để bình yên, để tâm hồn chúng ta được rèn luyện nhiều hơn. Cuộc sống này chỉ cần mỉm cười mà sống tiếp, bỏ ngoài tai những thứ không hay ho và tha thứ cho những người biết ăn năn. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm để tiếp tục sống. Bạn sống trong thế giới nào sẽ gặp được những người tương ứng của thế giới đó. Bạn kết giao với hạng người nào, tính cách tự nhiên cũng theo đó mà biến chuyển. Tùy theo độ cao nơi mình đứng mà chúng ta nhìn thấy những quang cảnh khác nhau. Có tấm lòng rộng mở thì bầu trời tự nhiên sẽ thoáng đãng. Rất nhiều khi chưa gặp được người mình kỳ vọng là do bản thân chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành được những giá trị tương xứng. Cho nên cứ hoàn thiện mình trước, mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả.